Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 cánh diều sách giáo khoa. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài các số trong phạm vi 100.000 tiếp theo. Một cái thanh bự như thế này, thanh bự như thế này là 10.000. Một cái cục khối lập phương này là 1.000, 2.000, 3.000, 3.000. Một cái tấm này là 100. Đây là 2 tấm là 200. Đây là một cái thanh nhỏ này là 10, 20, 30, 40. 40 là 40. 1, 2, 3, 3. Và cái này là đọc là sao đây? 13.243. 13.243. Như vậy cái số này chúng ta sẽ tách nó ra là số 3. Số 3 là hàng đơn vị. Số 4 là hàng chục. Số 2 là hàng trăm, số 3 là hàng nghìn và số 1 là chục nghìn. Đây, 3 đơn vị đây, 40 đây, 200, 3.000 và số 1 là chục nghìn. Chúng ta qua bài số 1. Rồi, cái số này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3. Cái này là số 3. Rồi, số 3. Và cái này là số 3 này là ở hàng là chục nghìn. Còn là 1.000, 2.000, 3.000. 3.000. Cái này là trăm. 100. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đơn vị. Rồi chúng ta xem. Đây là số 6 là 6 đơn vị nè. 60 nè. Và 100 nè. Và 3.000 nè. Và 30.000. Như vậy gồm là bao nhiêu đây? 6 đơn vị, 60, 100, 3.000, 30.000. Số này là gì đây? 3, 3, 1, 6, 6. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Bài số 2 thì người ta yêu cầu là thực hiện theo mẫu. Chúng ta xem cái bài mẫu. Này là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục, chục nghìn. Đây là 2 đơn vị, 50, 600, 3.000 và 40.000. Ghép lại thành ra là 43.652. Đọc là 43.652. Rồi cái này là 6 nè, 5 nè, 7 nè, 8 nè, 1. Đọc là 65.781. 65. Nghìn. 700. Tám mươi mốt. Này là 3, 4, 2, 7, 4. Đọc là 34.274. 3, 10, 4.200. Cái này là 99602. Đây là 99.602. 19.600. Linh 2. Này là 14096. 14.096. 14.096.
0 trăm. Chín mươi sáu. Này là 80315. 80.315. 80.315. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Bài Mão 57.418 gồm là 50.000. 7 là 7.000. Số 4 là 400, 1 là 10 và 8 là 8 đơn vị. Vậy chúng ta sẽ tương tự cái bài Mão, chúng ta sẽ làm cho bài A. Số 5 là 5 đơn vị này. Số 1 là 10 này. Số 7 là 700 này. Số 4 là 4.000 này. Số 3 là 30.000. Và này số 9 là đơn vị này. Số 8 là chục này. Số 0 này là trăm này. Số 8 là nghìn này. Số 5 là chục nghìn. Số 5 là đơn vị. Số 0 là hàng chục. Số 4 là hàng trăm. Số 0 là hàng nghìn. Số 2 là hàng chục nghìn. Này số 2 là hàng đơn vị này. Số 9 là chục nghìn nè. Số 2 là trăm nè. Số 6 là hàng nghìn nè. Và số 6 tiếp theo là chục nghìn. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Đây là 42.630. 42.631. Như vậy thì chúng ta thấy là nó tăng lên đó. 30 là tới 31 cái đuôi á. Và chỗ này thì chúng ta sẽ tăng thêm 1 nữa là 32. Vậy là 42.632. 32 là thứ 33 là 42.633. Đây là 42.634. 42.635. Tiếp theo là 42.630.16. Đây là 28.437. 28.447. 28.457. Như vậy chỗ này chúng ta thấy là giống y chang nhau hết, nhưng mà có cái số này khác nhau nè. Cái số chục nè, chục là 3 rồi lên 4 rồi lên 5. Chứ dạy chỗ này chục nó lên 6 nè. Giờ là 2, 8, 4. Hàng chục lên 6 nè. Rồi 7. Chục 6 là lên chục 7. Tất cả số nó giống y chang luôn. 2, 8, 4, 7, 7. Rồi chục 7 lên chục 8 nè. 8 lên 9. Như vậy là 2, 8, 4, 9, 7. Này là 31.900, 32.900, 33.900. Như vậy là trong số này nó giống y chang nhau hết, nhưng mà có chỉ khác nhau là cái hàng nghìn. 1.000 lên 2.000 rồi lên 3.000. Chỗ này nó sẽ lên là 4.000. Các số giữ nguyên nha. 3 là tới là 4, 9, 0, 0. Rồi là 3, 5, 9, 0, 0. Rồi là 3, 6, 9, 0, 0. Rồi 3, 7, 9, 0, 0. Chúng ta qua tiếp theo bài số 5. Mười một nghìn năm trăm sáu mươi tám. Như vậy cái số này ở hàng chục nghìn, là chục nghìn là 10.000. Số này ở hàng nghìn là 1.000. Còn số 5 này là ở hàng trăm là 500. 500. Số 6 ở là hàng chục là 60. Và số 8 hàng đơn vị 8. Này là số 7 nữa, 70. 70.000. 2.000. Này là 900. 900. Số 3 là 30 là 30. Số 4 đơn vị. Bài này
Bên này thì sao đây? Này là 8 là ở chục nghìn. À, 8 là chục nghìn nè. 6 nghìn nè. 100 nè. 30 và 7 đơn vị. Rồi, số này vào đây ha. Rồi, cái này thì là 2 nè. 20 nghìn, nghìn không có. À, chỗ này không có nghìn là không. À, trăm là có một và chục là ba và đơn vị là không, không có. Nó qua bài tiếp theo là bài số 6. Làm công cụ tìm hiểu số. Rồi đây là một cái bài thực hành. Trước tiên thì chúng ta sẽ bước đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy một cái từ giấy và chúng ta sẽ kẻ cái từ giấy này ra. 5 cột và 10 hàng. Đây là cột này, 1 cột này, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. 10 hàng, 1 hàng, 2 hàng, 3, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng, 10 hàng. À. Rồi tiếp theo, viết số em thích thay mẫu ở hình trên. Rồi chúng ta viết. Rồi chúng ta sẽ viết thay đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Rồi thì cái đối với cái hàng chục nghìn thì đây là 2 hai chục nghìn, như vậy tất cả này là số số 0 hết. Rồi tiếp theo là hàng nghìn là 3 3 nghìn là số 0 hết. Rồi 500 rồi 6 60 và 9. Như vậy chúng ta sẽ bỏ một hàng bỏ trống một hàng, bỏ trống một hàng, bỏ trống một hàng, bỏ trống một hàng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái cắt, lấy kéo cắt ra. Cắt cái phần số bên này ra. Phần số bên này ra. Rồi chúng ta cắt cộng bằng bên này chưa viết số thì chúng ta tách ra. Chúng ta tách nó ra làm hai phần. Hai phần. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ làm gì đây? Đơn vị là 9, chục là 6, hàng trăm là 5, hàng nghìn là 3, hàng chục nghìn là 2. Câu này là gì đây? Đơn vị đây là 9 nè. Rồi chúng ta gấp lại, gấp lại cái này chỗ này thì chúng ta sẽ xả ra như thế này. Cái này hiện tại nó đang gấp lại, gấp lại cho nó xét cho nó dễ nhìn. Bây giờ chúng ta thả ra, chúng ta thả ra thì nó y chang lại, cứ giống như ở trên này thôi. Rồi, nên là đơn vị là 9 này, chục là 6 này, trăm là 5, nghìn là 3 và chục nghìn là số 2. Tiếp theo là cái bước số 4 là gấp tờ giấy theo hướng dẫn để đọc số hoặc mở tờ giấy ra để biết số vừa đọc gồm là mấy chục nghìn, rồi mấy nghìn, mấy bao nhiêu trăm và chục và đơn vị. Cái này chúng ta gấp lên, cái này là ở trạng thái là gấp lên, rồi chúng ta sẽ xả ra. Gấp lên cái này là xả ra vậy thôi. Được. Để phần này các em tự thực hành ha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.